Hi mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Thì như lúc trước á, mình đã có một cái vlog mà mình chia sẻ về những cái thông tin cơ bản của cái visa định cư đi Anh. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ thêm với mọi người về cái bộ hồ sơ mà tụi mình đã tự chuẩn bị lúc trước. Thì cái bộ hồ sơ này á, là bọn mình đã tự chuẩn bị để xin visa và bọn mình không thông qua bất kỳ một cái bên dịch vụ nào cả. Và như mọi người đã biết á, thì cái thời hạn mà để xin visa á, là trong vòng khoảng 60 ngày làm việc là gần 3 tháng á. Thì lúc đó mình đã rất là may mắn là mình đã có cái visa trong vòng là 3 tháng kể từ cái lúc mà mình nộp hồ sơ. Thêm một cái nữa ấy, là cái visa mà đi Anh á, thì mình sẽ không có phỏng vấn. Và nó cũng giống như là cái visa mà mình xin đi du lịch á. Mình chỉ có chuẩn bị hồ sơ, sau đó là mình nộp cái hồ sơ đó và mình chờ kết quả visa thôi. Nhưng mà cái visa mà đi du lịch á, thì mình không có được bổ sung giấy tờ. Còn trong cái visa mà mình xin định cư á, nếu như mà mình bị thiếu giấy tờ thì mình vẫn có thể bổ sung trong cái khoảng thời gian đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào vấn đề chính. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về 10 loại giấy tờ mà mình đã tự chuẩn bị. Và mình chắc chắn là 10 loại giấy tờ này thì sẽ không thể nào thiếu trong cái bộ hồ sơ mà xin visa định cư đi Anh được. Giấy tờ đầu tiên mà mình chuẩn bị á, đó là về chứng minh mối quan hệ. Mình có cung cấp hai cái, đó là thứ nhất là về phần hình ảnh và thứ hai đó là về cái giấy đăng ký kết hôn của tụi mình. Thì đối với cái giấy đăng ký kết hôn á, thì bọn mình đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam, cho nên là tụi mình đã có cái giấy đăng ký kết hôn rồi. Thì cái giấy đăng ký kết hôn đó mình chỉ là dịch bản sao sang tiếng Anh, sau đó là mình nộp trong cái bộ hồ sơ đấy thôi. Thì mình được biết á, là trong trường hợp mà mình chưa đăng ký kết hôn thì mình cũng sẽ cung cấp những cái giấy tờ mà thể hiện cái mối quan hệ đó. Nhưng mà mình thấy là cái việc mà đăng ký kết hôn ở Việt Nam với người nước ngoài á, thì nó cũng không quá khó, cho nên là tụi mình đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam trước. Và mình nghĩ là nếu như mà mình đăng ký kết hôn trước á, thì nó cũng sẽ rất là tốt, tại vì mình sẽ có cái giống như là cái giấy tờ hợp pháp, thì nó sẽ gọi là bổ sung thêm cho cái bộ hồ sơ của mình, nó sẽ kiểu như là chắc chắn hơn á. Nếu như mà bạn nào có muốn hỏi mình thêm về những cái thủ tục mà để đăng ký kết hôn với người nước ngoài á, thì cũng có thể là comment hoặc là inbox cho mình nha, thì mình sẽ nói rõ hơn về cái việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài này. Mình chỉ có nộp duy nhất là cái giấy đăng ký kết hôn của tụi mình thôi. Cái thứ hai mà mình nói về phần hình ảnh á, thì trong cái phần hình ảnh này á, mình cũng không có lựa quá nhiều hình. Mình đã lựa ra khoảng hình như là 8 đến 10 tấm gì đó. Thì đây là những cái tấm hình mà tụi mình đã chọn á. Đây là khoảng thời gian mà tụi mình mới gặp nhau nè, rồi tụi mình có đi chơi Mũi Né. Thì ở đây mình sẽ ghi rõ cái thời điểm, cái thời gian mà mình đi chơi á, có nghĩa là ở đây giống như tụi mình đi Mũi Né thì vào thời gian nào đó. Rồi những cái tấm khác giống như là lúc mà chồng mình có gặp gỡ em với lại là gia đình của mình, những cái lúc mà chồng mình tới thăm mình. Nhìn hình lúc này ngủ kinh khủng. Cái này là lúc mà mình qua Anh để chơi á, xong rồi tụi mình có chơi ở London. Còn cái tấm này là cái lúc mà Tết, xong rồi chồng mình ở lại ăn Tết với lại là gia đình của mình. Đó, cái này là mình qua lại bên Anh lần nữa. Và cái này là lúc mà tụi mình chụp hình cưới, rồi đi đám cưới của bạn mình. Thì đó là tất cả những cái tấm hình mà tụi mình đã chọn ra. Sau đó là bọn mình ghi rõ cái thời điểm, rồi cái thời gian khi nào, rồi cùng với gia đình hay như thế nào đó, để chứng minh được cái mối quan hệ là tụi mình đã gặp nhau và giống như là có kiểu như khoảng thời gian quen nhau, rồi giống như là mọi người, gia đình hoặc là bạn bè biết. Thì cái giấy tờ thứ hai ở đây á, đó là về cái bằng tiếng Anh. Thì cái bằng tiếng Anh đó mình cũng đã có nói trong cái video trước rồi, đó là cái IELTS Q1. Và cái bằng tiếng Anh này nó sẽ về speaking và listening, có nghĩa là về nghe nói. Nó sẽ có hai cái A2 thì nó sẽ cao hơn. Nếu như giống như là mình có tự tin về cái tiếng Anh của mình á, nó cao chẳng hạn, thì mình có thể đăng ký để thi để lấy cái A2. Tại vì nếu mà mình có cái A2 á, thì sau này nếu như mà mình có xin visa tiếp á, thì mình sẽ không có cần phải thi lại cái tiếng Anh nữa. Nhưng mà tại vì lúc đó ấy, thì mình không có biết là nó có khó hay không á, cho nên mình cũng không có dám đăng ký cái A2, mà mình chỉ đăng ký cái A1 là cái gọi là cái tối thiểu mà mình cần phải có trong cái loại visa này thôi. Thì lúc đó mình nhớ là mình đã đăng ký thi với lại bên British Council á. Thì mình thấy là có mỗi British Council là bên duy nhất mà giống như là mình có thể liên lạc được để hỏi coi là người ta có tổ chức cái cuộc thi đó hay không. Không nhớ là mình có gọi điện hay không, nhưng mà mình có lên website của bên British Council, sau đó là mình tìm cái loại mà IELTS đó là cái bằng A1, rồi mình có đăng ký cái ngày thi. Thì bên British Council ấy, người ta chỉ có tổ chức cái cuộc thi này 1 tháng 1 lần,
Và khi mà mình đăng ký thi ở trên website của bên Prince Council á, là mình cũng đã phải trả cái phí rồi. Thì mình nhớ cái phí mà lúc đó là mình thi là gần 5 triệu á, và một tháng chỉ có một lần thôi nha. Rồi sau khi mà mình đăng ký xong á, thì người ta sẽ gửi email cho mình và người ta thông báo cho mình là cái địa điểm, thời gian thi là mình sẽ thi ở đâu và vào cái giờ nào. Đến cái ngày đó thì mình chỉ việc tới đó, sau đó là mình thi thôi. Và mình nhớ là sau cái ngày thi khoảng một tuần thì phải, thì mình sẽ có kết quả. Thì cái ngày đó mình sẽ tới cái trung tâm, cái địa chỉ của Prissy Council để mình lấy cái bằng đó. Và trên cái bằng đó thì nó chỉ có để là giống như là mình đậu hay là rớt, pass hay là fail thôi. Mình nghĩ là nó khá là dễ, nhưng mà tại vì lúc đó thì mình chưa có thi bao giờ và mình không có chắc chắn được là nó dễ hay khó ấy, nên mình cũng hơi lo lắng. Mình sẽ làm một cái video khác để nói về cái ngày hôm đó mình đã phải làm những gì trước cái cuộc thi đó. Thì đây là cái giấy chứng nhận về tiếng Anh mà mình đậu tiếng Anh á, thì nó sẽ là cái A1 IELTS skill đó. Và đây thì nó sẽ để là mình đậu hay là rớt, và cái mức độ của mình là đang thi A1 và mình thi ở British Council. Theo kinh nghiệm của mình á, thì mình nghĩ là nếu như mà mọi người có thời gian thì hãy chuẩn bị cái chứng chỉ tiếng Anh đó sớm và trước đi. Tại vì như mình á, lúc đó mình đăng ký nó khá gần với cái ngày mà mình chuẩn bị để xin visa, và lúc đó thì mình có bị gặp trục trặc và mình không có thể thi được trong cái ngày mà mình đã đăng ký. Nên mình đã phải đóng phí để điều chỉnh lại cái ngày thi vào cái lần tiếp theo, tức là vào tháng sau luôn á, và nó kiểu cũng khá là rắc rối ấy. Cho nên là nếu như mà cái ngày hôm đó mà mình không có tham dự đăng ký thi được thì có thể là mình sẽ mất hết hẳn cái phí đó, là mất gần 5 triệu luôn á. Nhưng mà cái trường hợp của mình lúc đó thì nó cũng khá là đặc biệt á, cho nên là mình đã xin giữ lại được cái phí và chuyển sang cái ngày thi tiếp theo, và mình chỉ đóng khoảng hơn 2 triệu cho cái tiền mà kiểu như là cái tiền mà người ta sắp xếp lại cái lịch thi cho mình á. Và cái giấy tờ thứ ba ở đây đó là cái TB test. Thì cái TB á, nó có nghĩa là tuberculosis, là về cái giống như là cái chứng nhận về lao phổi á. Có nghĩa là mình phải khám để chứng minh là mình không có bị bệnh liên quan đến lao phổi. Và lúc đó mình đã đăng ký và khám ở cái tổ chức di cư quốc tế là IOM ở Việt Nam. Thì lúc đó cũng khá là đơn giản, mình chỉ gọi điện cho bên IOM, sau đó là mình nói là mình muốn khám về cái lao phổi để đi Anh, và mình muốn khám cái ngày nào, sau đó là người ta sẽ sắp xếp cái ngày để cho mình tới khám á. Và người ta sau khi mà mình đặt lịch xong á, thì người ta sẽ gửi tin nhắn về điện thoại cho mình để confirm lại cái ngày cũng như là cái thời gian mà mình sẽ đi khám. Đến cái ngày đó ấy, thì mình tới đó khám thôi. Và khi mà tới đó ấy, thì mình chỉ giống như là đóng tiền rồi đi khám. Thì mình nhớ là cái phí lúc đấy mình phải đóng ấy là hơn 2 triệu tiền Việt ấy. Và khám thì cũng rất là đơn giản luôn á, người ta chỉ giống như là chụp X quang cái phần phổi của mình thôi. Sau khi mà chụp xong ấy thì mình phải chờ khoảng là 30 phút hay là 1 tiếng gì á để mà người ta đưa cho mình một cái giấy chứng nhận. Thì nếu như mà mình không có bị bệnh lao phổi á, thì trên cái giấy chứng nhận đó nó sẽ nói là mình không có bị bệnh lao phổi. Còn chắc chắn là nếu như mà mình bị bệnh lao phổi á, thì mình phải chữa cái bệnh đó trước khi mà mình làm visa. Rồi sau khi mà mình chữa khỏi xong ấy, thì mình sẽ phải khám lại một lần nữa để chắc chắn là mình không có bị bệnh lao phổi thì mình mới có thể tiếp tục làm cái visa đi Anh được. Và cái giấy chứng nhận này thì nó sẽ có thời hạn hiệu lực trong vòng là 6 tháng. Nên là mọi người sẽ coi là giống như là cái ngày, cái khoảng thời gian nào đấy, khoảng thời gian mình chuẩn bị xin visa ấy, thì để mình đi khám và có cái giấy chứng nhận này sớm. Thì đây là cái giấy chứng nhận của mình nè. Đó, IOM rồi Medical Certification. Và trong này thì nó có để là cái kết quả của mình nè. No evidence, nói bình thường. Vậy thôi. Và mình ký tên. Lúc đó ấy, mình nghĩ là mình chỉ có chuẩn bị mỗi hai cái loại giấy tờ đó thôi. Có nghĩa là mình chuẩn bị cái bằng tiếng Anh với lại là mình đi khám cái lao phổi. Đó, mình nhớ đó là kiểu như có mỗi hai cái loại giấy tờ mà mình phải chuẩn bị. Bây giờ cái loại giấy tờ thứ tư mà mình đã chuẩn bị cho cái bộ hồ sơ của mình ấy, đó là cái kiểu như là cái chứng nhận về nhà ở. Thì cái này á, chồng mình đã chuẩn bị, tại vì cái chứng nhận về nhà ở, về cái accommodation á, là kiểu như chứng nhận là sau này khi mà mình qua bên Anh á, thì mình và chồng mình sẽ sống ở đó. Thì theo mình được biết á, cái chứng nhận về nhà ở ấy, thì nó có thể là mình có thể là ở cùng với lại gia đình chồng, hoặc là mình cái nhà đó là nhà thuê hoặc là nhà riêng của chồng. Thì tất cả những cái
kiểu như vậy thì đều được, miễn là mình sẽ phải có một cái xác nhận về cái việc là sau khi mà mình qua bên Anh á, thì cái chỗ nào sẽ là cái chỗ mà mình với lại là chồng mình sẽ ở đó. Thì lúc đó tụi mình chỉ thuê nhà thôi, cho nên là chồng mình đã giống như là gửi một cái hợp đồng về nhà ở của chồng mình với lại cái bên chủ nhà thôi, và xác nhận là ở cái địa chỉ đó là cái địa chỉ mà sau này tụi mình sẽ sống ở đó. Thì mình thấy cái này cũng khá là đơn giản nhưng mà bắt buộc là phải có. Và bây giờ là giấy tờ thứ 5 mà mình đã chuẩn bị, đó là vấn đề về chứng minh tài chính. Trong cái vlog trước thì mình cũng có nói về cái việc chứng minh tài chính của người bảo lãnh á, thì nó sẽ có đơn giản nhất là hai loại. Một loại đó là cái mức lương hàng năm và một loại nữa là giống như là cái tiền tiết kiệm á. Thì tại vì chồng mình là chứng minh theo cái mức lương hàng năm cho nên là cái tối thiểu chứng minh tài chính cần phải có đó là phải có 18.600 bảng Anh một năm. Còn mình nhớ là nếu như mà tiền mặt ấy thì hình như là khoảng 65.000 gì đó. Nhưng mà tại vì mình không có giống như là mình không có làm theo cái giấy tờ đó nên mình cũng không có tìm hiểu kỹ, mà mình chỉ tìm hiểu cái về mà chứng minh mức lương hàng năm thôi. Thì trong cái mức lương hàng năm này chồng mình có nộp cái giấy tờ về hợp đồng làm việc với lại cái bên mà chồng mình đang làm việc. Cái thứ hai á, là cái sao kê ngân hàng. Thì cái sao kê ngân hàng này là phải cung cấp trong vòng 6 tháng tính đến cái thời điểm mà mình nộp visa. Và thêm một cái nữa thì mình nghĩ là cái này cũng không có bắt buộc vì tụi mình cũng không có nộp cái này, đó là cái bảng lương hàng tháng. Nếu như mà có thì nộp cũng được, nhưng mà cái lúc đó thì chồng mình không có nộp tại vì chồng mình không có cái này. Thì lúc đó về cái chứng minh tài chính á, là tụi mình chỉ có mỗi hai cái đó thôi, là cái hợp đồng làm việc với lại là cái sao kê ngân hàng. Và tiếp theo đó là cái giấy tờ thứ 6 mà mình đã chuẩn bị, đó là cái supporting letter. Thì cái supporting letter này nó có nghĩa là cái giống như là thư hỗ trợ cho mình. Và cái thư mà mình đã chuẩn bị thì mình có chuẩn bị hai lá thư, một lá thư là từ chồng của mình và một lá thư là từ ba mẹ chồng của mình. Thì cái lá thư của chồng mình á, thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Chồng mình có viết về là hiện tại chồng mình đang làm gì và đang làm ở đâu. Đó là về giống như cái thông tin cá nhân của chồng mình á. Còn cái thứ hai đó là về cái mối quan hệ của tụi mình. Thì cũng có viết ngắn gọn về cái giống như là tụi mình gặp nhau khi nào và tụi mình đã quen nhau bao lâu rồi, cái kế hoạch của tụi mình sắp tới là gì. Thì lúc đó tụi mình có cái kế hoạch là tụi mình sẽ có đám cưới vào cuối năm. Chồng mình cũng có là đề cập cái vấn đề đó trong cái bức thư đó. Và cuối cùng thì kiểu như là chồng mình xác nhận và confirm là sẽ bảo lãnh cho mình qua bên này. Thì rất là đơn giản và ngắn gọn thôi. Và cái bức thư đó thì trong vòng một cái bức thư A4. Còn cái bức thư thứ hai của ba mẹ chồng mình á, thì cũng ngắn như vậy. Thì ba mẹ chồng mình cũng chỉ có viết một cái bức thư nói là họ viết cái bức thư này để bảo lãnh và hỗ trợ thêm cho cái visa của mình. Rồi người ta cũng có nói về là tụi mình quen nhau khi nào và chồng mình cũng đã giới thiệu mình tới gia đình, rồi mình cũng qua chơi và thăm ba mẹ chồng. Cùng với là ba mẹ chồng của mình cũng có liên lạc với là em gái và mẹ mình ở Việt Nam. Thì người ta cũng có nói về kế hoạch là người ta sẽ sang Việt Nam để thăm gia đình mình và sẽ tham dự cái đám cưới của tụi mình. Thì rất là ngắn gọn như vậy thôi. Thì mình đã chuẩn bị hai cái bức thư như vậy. Mình nghĩ là cái thư này thì nó sẽ không bắt buộc, nhưng mà có thì nó sẽ tốt hơn, kiểu như là nó là cái mà hỗ trợ cho cái visa của mình mà. Tiếp đến một cái giấy tờ tiếp theo, đó là về phần phụ lục. Nó, cái tên chính xác của nó là appendix. Và trong cái phần phụ lục này thì nó giống như là một cái mà giấy tờ để bổ sung về cái phần mà chứng minh tài chính. Trong cái phần phụ lục này thì mình phải điền khá là nhiều thông tin, nhưng mà những thông tin đó thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Chủ yếu là về cái loại visa mà mình đang xin là gì, rồi cái khoảng thời gian mình quen nhau như thế nào, hoặc là cái ngôn ngữ mình nói là ngôn ngữ nào. Và nó có thêm một cái phần mà giống như là kê khai tài chính vậy á. Trong đó thì tại vì lúc đó chồng mình là người bảo lãnh cho mình, cho nên chồng mình sẽ phải giống như là ghi chi tiết ra để mà chứng minh được là tại sao mà có được cái thu nhập như vậy. Thì đây là cái phần phụ lục mà mình còn mới nói tới nè. Nó là Appendix and Financial Requirement Form. Đó. Thì cái này nó có tất cả là 16 trang á. Đó. 18 trang. Nhưng mà thực ra mình điền thông tin ấy thì nó chỉ có khoảng là 13 trang thôi. Còn lại ở những trang cuối cùng ấy, nó giống như vậy nè. Đó là những cái mà người ta hướng dẫn mình sẽ làm. Thì có những cái câu hỏi á, người ta sẽ hướng dẫn mình làm như thế nào. Kiểu như người ta hỏi mình là cái dạng visa nào, rồi cái mối quan hệ là như thế nào. Đó.
cái ngôn ngữ mà mình nói, thì mình thấy tất cả những cái thông tin ở đây ấy, nó cũng khá là đơn giản, nó không có khó, nó chỉ là hơi dài thôi. Nhưng mà ở cái phần cuối thì người ta có 3 trang, người ta sẽ hướng dẫn cho mình là mình sẽ phải kiểu như là mình sẽ trả lời như thế nào ấy. Cho nên trong này nếu như mà có cái câu hỏi nào mà mình không có hiểu thì ở cái cuối cùng á, người ta cũng đã có cái phần hỗ trợ cho mình rồi. Bây giờ cái giấy tờ thứ 8 mà mình chuẩn bị ở đây á, nó là về cái bản hộ chiếu copy và cái phần ảnh. Thì cái ảnh này là ảnh màu nha. Thì cái phần mà hộ chiếu thì nó khá là đơn giản thôi. Cái hộ chiếu mà bọn mình phải chuẩn bị đó là cái bản sao copy của mình với lại là hộ chiếu của chồng mình luôn. Có nghĩa là bọn mình phải nộp hai cái, một cái là của chồng mình và một cái là của mình. Cái bản hộ chiếu copy ấy, thì mình có thể scan hoặc là in màu ra cho nó đẹp một xíu. Còn về cái phần mà hình ảnh á, thì mình nhớ là người ta có yêu cầu hai hình ảnh mà theo kiểu như là cái kích cỡ của cái hình visa ấy. Nhưng mà mình nhớ là lúc đó mình có đi chụp hình, sau đó là mình có gửi cái hình mà qua email cho chồng của mình á, nhưng mà khi mà chồng mình in ra thì nó không đúng theo cái size của bên anh á. Mình sẽ xin cái file mà chưa chỉnh sửa, cái file mà ngay từ ban đầu khi mà người ta chụp xong ấy, rồi sau đó là mình gửi sang cho chồng mình và chồng mình sẽ đi in ra từ ở đây theo đúng cái size mà ở bên anh người ta yêu cầu. Tại vì lúc mà mình đi chụp á, thì mình cũng có nói là mình muốn chụp cái hình làm visa, làm passport gì đó, nhưng mà khi mà chụp xong thì mình cũng vẫn không hiểu là tại sao nó cũng không đúng như kích cỡ ở đây. Nên mình nghĩ là có thể là cái kích cỡ ở bên anh thì nó kiểu như nó hơi đặc biệt một xíu á. Cái giấy tờ thứ 9 mà mình đã chuẩn bị thì đó chính là cái form hay là cái mẫu đơn đăng ký để mình xin visa. Có nghĩa là khi mà sau khi mà mình đã chuẩn bị tất cả những cái loại giấy tờ mà mình đã vừa nói ở trên ý, thì cái bước cuối cùng á, là mình sẽ làm cái bước này. Và khi mà làm cái bước này á, có nghĩa là mình đã bắt đầu để mà mình chuẩn bị nộp cái bộ hồ sơ của mình rồi. Tại vì tất cả những cái giấy tờ lúc trước mà mình có nói á, nếu như mà đã chuẩn bị xong thì coi như là đã gần xong hết rồi, và mình cũng không có cần phải chuẩn bị thêm cái giấy tờ gì cả. Thì ở cái bước này á, mình chỉ lên cái trang web của Government UK thôi. Sau đó là nó sẽ có cái đường link cho mình để mình sẽ vào và chọn cái loại visa nào là cái loại mà mình muốn xin á. Thì mình sẽ làm cái mẫu online ở trên mạng thôi. Và cái mẫu online này á, thì như lúc trước mình cũng đã có nói trong cái vlog trước á, là cái loại visa nó sẽ là settlement. Nếu như mà bạn nào làm về cái dạng là định cư đi Anh theo diện kết hôn giống như mình và chồng là người Anh ở bên này, thì nó sẽ có hai cách để mình làm cái đơn này. Cách thứ nhất á, là mình có thể tự đăng ký cái đơn đó, sau đó là mình đóng tiền. Còn cách thứ hai á, là cái người bảo lãnh sẽ làm cái đơn này cho mình. Thì lúc đó chồng mình đã làm cái đơn này cho mình, tại vì nó có khác một xíu thôi, là nếu như mà cái người bảo lãnh mà giống như là khai cái thông tin đó cho mình á, thì họ cũng sẽ phải khai thêm cái thông tin mà liên quan đến họ nữa. Và khi mà mình bắt đầu nộp cái đơn này á, thì có nghĩa là mình cũng sẽ phải trả cái tiền phí visa. Mình nhớ là lúc đó sau khi mà chồng mình làm cái đơn này á, thì chồng mình đã phải trả cái phí hết tất cả ấy, là khoảng gần 2.500 bảng. Thì 2.500 bảng này nó có bao gồm phí, là phí thứ nhất là cái phí để xin visa, và cái phí thứ hai á, nó gọi là NHS, là cái National Health Service. Thì có nghĩa là sau khi mà mình đóng cái tiền visa và mình nộp cái phí này, thì sau khi mà mình có visa và mình qua Anh á, thì mình có thể giống như là khám chữa bệnh ở bệnh viện giống như là bình thường, giống như là người công dân ở đây, và mình sẽ không phải trả thêm bất kỳ cái khoản nào cả. Thì cái chi phí đó là đã bao gồm trong cái phí visa và bắt buộc là mình sẽ phải trả cùng với cái phí đó. Và sau khi mà trả cái phí đó thì nó cái thời gian hiệu lực của nó ấy là sẽ trong vòng suốt cái thời hạn visa luôn. Nó gần giống như là bảo hiểm vậy á. Sau khi mà mình làm cái đơn xin visa và mình đóng tiền làm visa ấy, thì mình sẽ có một cái số reference, đó là cái số GWF. Thì mình không có biết cái này nó có nghĩa là gì, nhưng mà mình chỉ biết nó là một cái dãy số, và cái dãy số đó nó kiểu như là nó ứng với cái số visa mà mình đang làm á. Và mình giống như là phải nhớ cái số này, tại vì sau này lúc mà mình gửi hồ sơ hoặc là khi mà người ta
liên hệ với mình á, người ta cần cái thông tin gì chẳng hạn thì người ta cũng sẽ sử dụng cái số reference này để mà liên lạc với mình. Mình đã nói về 9 loại giấy tờ mà mình đã chuẩn bị và mình nói rất là dài đúng không? Nhưng mà lúc mà chuẩn bị thì nó sẽ không có dài như vậy đâu, nhưng mà tại vì lúc mà mình nói thì mình muốn nói chi tiết một xíu hơn cho mọi người có thể hình dung được những cái giấy tờ đó. Tại vì mình nhớ là lúc mà hồi trước lúc mà mình làm ấy thì thực ra mình cũng không thể nào mà hình dung được là những cái giấy tờ đó nó như thế nào, rồi mình phải làm sao cả. Và bây giờ là cái giấy tờ cuối cùng, là cái giấy tờ thứ 10 mà mình sẽ nói. Và tất cả những cái mà mình đã nói trước là coi như đến bước này á, là mọi người đã xong hết rồi. Mọi người không cần phải chuẩn bị thêm bất kỳ một cái giấy tờ gì nữa. Mình nghĩ đó là những cái mà kiểu gọi là rất 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 quan trọng và cần thiết cho cái bộ hồ sơ á. Cái thứ 10 mình nói ở đây á, có nghĩa là sau khi mà mình đã chuẩn bị xong hết giấy tờ rồi, xong rồi mình đã nộp đơn rồi, thì mình sẽ làm bước cuối cùng để mà mình chuẩn bị gửi cái bộ hồ sơ của mình sang cho bên cơ quan di trú của Anh. Đó là mình sẽ phải cung cấp cái thông tin sinh trắc học của mình. Thì cái thông tin sinh trắc học ở đây nó sẽ là biometric. Thông tin này á, mình sẽ cung cấp cho văn phòng VFS ở Việt Nam. Lúc đó thì mình làm ở văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, là ở chỗ đường Nguyễn Du á. Thì sau khi mà mình đã đăng ký cái đơn xin visa rồi thì mình sẽ book một cái lịch với VFS, sau đó là người ta sẽ gửi lại một cái email cho mình nói về cái thời gian cũng như là cái địa điểm mà mình sẽ tới để mình cung cấp cái thông tin sinh trắc học này. Và khi mà đến cái ngày đó thì mình sẽ cầm theo cái hộ chiếu của mình, cái hộ chiếu gốc của mình á, và mình tới đó. Khi mà mình tới đó thì rất là nhanh, tại vì người ta chỉ thu lại cái hộ chiếu của mình nha, rồi người ta sẽ lấy cái dấu vân tay của mình, lấy chữ ký với lại là chụp hình của mình á. Thì sau khi mà lấy những cái thông tin này á thì mình cũng không phải trả thêm cái gì cả. Mình nhớ là lúc đấy mình chỉ có trả như là hơn 100 ngàn cho cái tiền, gọi là cái tiền phí dịch vụ thôi. Thì cái phí này á, là cái phí mà người ta giúp mình chuyển cái passport của mình và cái thông tin về sinh trắc học của mình sang bên Anh. Mình có đăng ký thêm cái tin nhắn với lại VFS, thì khi mà mình có kết quả visa hoặc là có thông tin gì á thì người ta sẽ gửi tin nhắn qua cho mình. Thêm một cái điều nữa mà mình biết sau khi mà mình tới VFS á, là lúc trước thì mình không biết là khi nào thì mình sẽ nộp cái bộ hồ sơ của mình. Và khi mà mình tới VFS á, thì người ta có tư vấn cho mình thêm một cái thông tin là sau khi mà mình cung cấp cái thông tin sinh trắc học của mình á, thì mình bắt buộc là phải nộp cái bộ hồ sơ của mình trong vòng là 20 ngày kể từ cái ngày mà mình cung cấp cái thông tin sinh trắc học, chứ không có được trễ hơn. Thì thực sự là lúc trước đó thì mình không có biết cái thông tin như vậy. Và lúc mà mình tới VFS, hoặc là lúc trước mà khi mà mình giống như là mình muốn gọi điện qua VFS để mà mình hỏi họ có thể tư vấn cho mình làm visa ấy, thì thực ra người ta cũng không có được gọi là tiết lộ bất kỳ một cái thông tin gì cả, tại vì nó giống như là confidential á. Thì đó là cái bước cuối cùng sau khi mà mình tới, mình cung cấp cái thông tin sinh trắc học thì mình biết được là như vậy. Thì sau đó thì mình đi về và mình chỉ gọi là nộp bộ hồ sơ của mình thôi. Thì có hai cách, một là mình có thể tới đó trực tiếp để mình gửi, và cách thứ hai là mình gửi qua bưu điện. Lúc đó thì chồng mình là người bảo lãnh cho mình, cho nên đã giúp mình gửi cái bộ hồ sơ này, và chồng mình gửi nó từ bên Anh. Thì cái chỗ đó khá là xa ấy, cho nên là bọn mình đã không có tới trực tiếp cái văn phòng, mà bọn mình đã chuyển qua bưu điện. Thì lúc đó cũng khá là lo lắng ấy, tại vì cũng không có chắc là gửi qua bưu điện thì có an toàn hay không, nhỡ cái bộ hồ sơ của mình có bị thất lạc hay sao. Nhưng mà lúc đó thì tụi mình cũng vẫn gửi bưu điện và cũng ok. Và sau khi mà gửi cái bộ hồ sơ thì bọn mình cũng giống như là ướm chừng cái khoảng thời gian á, tại vì bên đó người ta sẽ nhận được cái bộ hồ sơ của mình trong vòng khoảng 1-2 ngày gì đó, thì mình cứ vậy cộng với lại 60 ngày làm việc thôi. Và sau khi mà chuẩn bị xong hết hồ sơ rồi, cung cấp cái thông tin sinh trắc học á, thì mình gửi hồ sơ đi, rồi lúc đó là chỉ ngồi ở nhà và chờ kết quả visa thôi. Lúc đó thì mình cũng không cần phải làm thêm gì cả. Nếu mà sau khi mọi người đã chuẩn bị hết những cái giấy tờ mà mình nói rồi, trong cái khoảng thời gian mà chờ kết quả visa ấy, thì cũng đừng có quá lo lắng nha. Tại vì như lúc mà mình chờ visa thì mình đã rất là lo lắng, xong rồi hồi hộp, rồi cũng sợ nữa, sợ là không biết là có được hay không này kia. Nhưng mà thực ra thì mình lo lắng thì cũng không có làm gì được cả. Theo mình thì chỉ cố gắng là cứ chuẩn bị cái hồ sơ của mình, những cái giấy tờ thật là tốt, thì chắc chắn là mình sẽ có cái kết quả tốt thôi. Hôm nay mình chỉ chia sẻ về cái bộ hồ sơ mình đã chuẩn bị như vậy thôi, và nó cũng còn một vài những cái thông tin khác mà liên quan đến cái visa này, giống như là sau khi mình nhận được visa này hoặc là những cái giấy tờ gì mình
cần phải làm khi mà mình tới Anh, thì mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ nó trong một cái video khác mà mình cảm thấy là nó có quá nhiều thông tin và nó rất là dài luôn á, mình không thể nói hết trong một cái video như vậy được. Mình hy vọng là cái thông tin của mình ý thì sẽ hữu ích cho những bạn nào mà đang hoặc là sắp chuẩn bị cái hồ sơ đi Anh để xin visa định cư giống như mình, và hy vọng là nó sẽ hữu ích cho mọi người. Nếu mà mọi người có bất kỳ thông tin gì mà muốn hỏi thêm mình á thì hãy comment hoặc là inbox cho mình. Mình sẽ cố gắng giải đáp những thắc mắc của mọi người. Mình sẽ kết thúc cái video này ở đây và cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay. Bye!